Xin mến chào toàn thể tất cả các anh chị em quay lại với No7D. Thì bữa nay các bạn thấy đây là cái thùng nước sơn vừa mới mua về. Thì đây là thùng nước sơn chưa và thường của D&D các bạn này. Đó, và ở trên này mình có hai cái bọc, một cái bọc là tiếp của là tiếp thường, còn cái bọc kia các bạn là tiếp của có phần xếp. Thì trong clip ngày hôm nay mình chia sẻ theo yêu cầu của một số anh chị em các bạn nhắn tin gửi về. Thì các bạn có nói là chia sẻ về cái cách mà gắn tiếp rồi cắt xếp rồi đuổi xếp như thế nào cho nó nhanh, nó gọn, nó lẹ. Thì thực ra bây giờ để mình đưa vào bàn các bạn, để mình đưa vào bàn cho các bạn thấy rõ này. Thì đây các bạn thấy không, những cái gối tiếp này là cái gối tiếp có phần xếp này. Đây là tiếp số 5 có phần xếp. Thì thật ra các bạn trong cái thời buổi hiện nay làm nail á, thì người ta đã làm sẵn hết cái tiếp rồi, cái xếp gì cũng có hết. Tiếp có phần, tiếp square, tiếp nhọn, tiếp almond, tiếp gì cũng có hết các bạn. Tiếp thẳng, tiếp cong, tiếp thẳng, tiếp dài, tiếp ngắn gì cũng có hết. Đây là cái tiếp số 0 của cái phần xếp này. Đó, các bạn chỉ cần lấy cái tiếp này, các bạn gắn lên, bỏ keo gắn lên tay khách là xong. Không cần phải dũa gì nhiều hết. Đó, các bạn không cần phải lo về cái khâu mà cắt xếp thế nào cho nó thẳng nó đều. Rồi đây là mình chia sẻ thêm này, các bạn thấy này. Đây là cái hộp tiếp này. Đây. Hộp tiếp này là hộp tiếp có phần mà nếu mà con khách nào nó muốn chơi cái tiếp thẳng tưng á. Đây đây các bạn cũng có cái tiếp thẳng tưng. Mà người ta cắt sẵn cái xếp có phần cho mình luôn. Các bạn thấy không? Nó thẳng này. Thẳng tưng, đây là tiếp đục các bạn, không phải là tiếp clear. Đó, các bạn nhìn kỹ đây, nó thẳng tưng này. Còn cái tiếp ở trong cái bao hồi nãy, cái bao bên cạnh này các bạn thấy không? Là cái bao này là tiếp hơi cao. Còn tiếp này là tiếp thẳng tưng. Rồi đây, bây giờ mình cho các bạn xem thêm nữa này. Đây là cái tiếp almond, cũng là tiếp round này. Đó, khi khách họ muốn móng ngắn, almond, round. Là lấy cái này bỏ lên thôi, để dũa lẫn ra almond, round. Rất là nhanh. Không có gì mình phải dũa cho nhiều hết. Đó, để mình tiếp theo nè. Đây này, đây các bạn, đây là cái tiếp square này mà cho khách muốn chơi bóng thẳng này. Square thẳng tưng luôn các bạn. Đó, là dài, đây là móng đục. Đó, các bạn cũng lấy ra, không? Bỏ lên gắn, bỏ keo gắn lên thôi. Là mình có một tiếp thẳng tưng, đục cũng cần phải dũa chứ nhiều hết các bạn. Rồi cái lọ này clear cũng có luôn. Đây là cái hộp, đây mình lấy cái hộp clear này. Đây các bạn, hộp clear này. Khi khách họ muốn, cùng khách muốn chơi clear. Móng vuông thẳng dài thì có clear thẳng dài vuông. Bạn thấy không? À, chỉ cần gắn lên thôi và đắp bột thôi. Rất là dễ, rất là nhanh. Và cái tiếp thẳng này clear của có phần cũng có luôn. Có phần, mình lấy có phần ra các bạn coi nè. Đây, đây là tiếp clear của có phần mà tiếp thẳng tưng các bạn. Đó, thẳng tưng này, thấy không? Các bạn thấy không? Người ta cắt xếp thẳng hết rồi. Cho nên là thời buổi này làm nail anh chị em là cái khâu này mình làm cái tiếp này cho nó lại. Nó tiết kiệm được thời gian của mình không phải mất thời gian để mà dũa xếp hay là cắt xếp gì cho mày hết. Đây ví dụ như là cái tiếp này là tiếp có phần thường này, ở trong cái bao này này. Đó, có phần thường. Thì nếu mà khách họ muốn có phần đó thì các bạn lấy cái tiếp này ra, gắn keo, dán lên thôi là xong. Các bạn thấy không, rất là đơn giản. Còn trong trường hợp nếu mà tiền của các bạn không có loại tiếp này á, thì như thế nào? Bây giờ để mình dán cho bạn coi này. Ví dụ các bạn dán này, các bạn nhỏ keo, một keo như thế này. Các bạn để lên hình ra, đó. Đây là cách dán keo thứ nhất này. Và các bạn nhìn thấy không, cái keo của mình á, là các bạn nhỏ lên cái móng, các bạn chuyển cái móng vô là nó tràn ra. Mà nó tràn ra trong móng thôi, nó không tràn ra phía bên ngoài. Nó không tràn ra da của khách, nó không tràn lên trên cái móng. Còn nếu mà các bạn dán mà các bạn tràn quá thì khách sẽ rất là khó chịu. Rồi sau đó các bạn lấy kéo, các bạn cắt xuống. Rồi các bạn chuỗi sơ lại là có phần xếp rồi. Rất là nhanh, các bạn không cần cắt nhiều hết. Bây giờ để mình gỡ ra này. Mình gỡ ra mình sẽ chia sẻ, nếu mà trong cái tiệm của bạn đang làm mà không có mấy cái xếp này á, mà có xếp thường thôi á. Tiếp thường thôi, đây là tiếp thường này. Các bạn thấy không? Tiếp thường thì các bạn làm như thế nào? Tiếp thường thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách gắn keo thứ hai. Hồi nãy là gắn keo là các bạn nhỏ lên trên móng, các bạn gắn. Còn bây giờ nếu các bạn không thích nhỏ keo lên trên móng á, thì các bạn cũng có thể là nhỏ keo vô trong cái tiếp này. Rồi các bạn lên trên móng của khách thì cũng được, đường nào cũng được hết. Các bạn thấy cái cách nào mà nó dễ là các bạn làm thôi. Bây giờ mình định lên này. Các bạn thang để vô cầm cho thẳng hai bay này. Cho xếp mình nó thẳng này. Rồi các bạn định vô. Đó, hình vô. Là các bạn nhìn kỹ đây, các bạn thấy không? Cái keo nó vừa ở trong cái móng thôi, nó không có tràn ra trên móng và không tràn ra hai bên da. Vì nếu mà cái keo mà nó tràn ra hai bên da thì khách họ rất là khó chịu các bạn. Như các bạn lấy keo các bạn bỏ lên cái tay các bạn thì các bạn cũng thấy rất là khó chịu. Keo dính rất là khó chịu. Rồi bây giờ cắt xếp, bây giờ hỏi khách là chiều dài chừng nào các bạn cắt xuống. Là các bạn dùng cái kéo này hoặc là cái gì cũng được hết. Vậy. Rồi bây giờ cái kéo này nè, nếu mà các bạn muốn cắt có phần á, thì các bạn để vô hai bên góc này, các bạn cắt thôi. Còn không thì các bạn có thể lấy cái bấm này cũng được, bấm cái đầu ngang này nè. Bạn cắt như thế này, cắt hai bên như thế này, đó, cũng ra có phần.
và có một cái kéo nữa, là cái kéo này cái đầu nó hơi bị nghiêng một bên. Trong trường hợp mà nếu mà các bạn sợ mà cắt đụng khách á, thì các bạn xài kéo này, vì kéo này cái mũi nó quẹo ra, bạn để như thế này các bạn cắt đó, ha, là không có sợ mà cắt kéo đụng tay đụng da của khách, tại vì cái kéo này nó cái mũi nó đi ra. Rồi bây giờ để mình cắt cho bạn coi này, mình dùng bấm mình cắt trước này, đây cái bấm đây, các bạn sẽ bấm ngay như thế này, bấm xéo như thế này để tạo ra một cái đường xéo để mà tạo ra cái có phần đó, là các bạn để vuốt vô bằng kéo như thế này đó, là nó thẳng. Hoặc là nếu các bạn cắt bằng kéo thì đây để vô, bạn cũng bấm một góc như thế này, đó là cũng ra cái có phần. Trường hợp này các bạn sợ mà đụng da khách á, thì cái kéo kia, để mình lấy cái kéo kia mình cắt cho bạn coi này, cái góc này này, thì cái kéo kia là cái góc này đó, là cái mũi đi ra, đây bạn để vô này, bạn thấy không? Là các bạn cắt một cái là cái mũi đi ra, là nó không có đụng da của tay khách. Nếu trường hợp các bạn mà lo mà các bạn kéo nó động á, còn không thì thôi. Rồi bây giờ các bạn lấy cái dũa bằng kéo sơ lại, kéo dũa lại là nó thẳng nó ra cái có phần. Và ví dụ như là trong trường hợp mà khi mà khách là ở hướng số 1 này, các bạn thấy số 1 không? Khách họ nhìn theo cái hướng của họ thì họ nhìn theo cái hướng ngón tay họ nhìn lên thì họ thấy cái ngón móng nó nghiêng. Các bạn là thử các bạn ở số 2 thì các bạn nên quay cái tay khách lại, đó, quay lại như thế để các bạn nhìn theo cái ống tay, cái ngón tay các bạn nhìn lên để các bạn giữ cho nó thẳng. Thì hai bên đều thẳng hết. Bây giờ trong trường hợp mà khi mà các bạn làm mà các bạn giũa mà các bạn đang giũa sếp của khách á, thì các bạn nghe nó nói là crooked, 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 crooked. Thì đối với những anh chị em mình ở bên Mỹ lâu thì các bạn biết rồi, còn đối với những anh chị em ở Việt Nam mới qua mà các bạn chưa quen cái tiếng Mỹ á, thì khi mà các bạn làm nail, các bạn làm tay khách mà các bạn nghe nó nói là crooked, crooked á, thì các bạn phải chỉnh lại cái sếp. Thì cái crooked này các bạn là có nghĩa là cái móng nó bị nghiêng, nó bị xéo qua một bên. Để các bạn nhìn vô cái hình mình để này, các bạn thấy cái số 3 không? Thì cái số 3 này á là cái đường thẳng màu đỏ số 3 này các bạn, là nếu mà theo đúng cái móng mà thẳng tưng á, là các bạn nhìn số 3 đây là cái đường màu đỏ này nó thẳng tưng, nhưng mà đây là cái móng của con khách này nó bị nghiêng một bên, các bạn thấy không, nó nghiêng một bên thì nó không còn thẳng nữa. Thì nếu mà cái móng thẳng á là nó phải đi theo cái đường màu xanh này, bạn thấy không, cái đường màu xanh mình để á, bạn nhìn thấy màn hình các bạn thấy đường màu xanh á là nó mới thẳng. Còn cái móng mà nó nghiêng như vậy á là nó bị crooked, là nó bị nghiêng. Khi mà các bạn giũa tay khách mà các bạn nghe nó nói từ crooked đó, là các bạn phải giũa lại cho nó thẳng. Đó, còn bạn nhìn qua hình bên kia đây, các bạn thấy không? Hay là dấu tích xanh. Dấu tích xanh là thẳng, cái dấu x đỏ là bị crooked, chưa thẳng. Thì cái crooked này á là các bạn biết là khi mà các bạn gắn tiếp á, thì các bạn nếu mà cái tay con khách mà nó mọc bình thường á, tại vì cái này là cái bẩm sinh của nó là móng tay nó mọc nó nghiêng vào bay nhé. Là khi mà các bạn gắn tiếp mà các bạn gắn theo cái tay nghiêng của nó là nó sẽ bị crooked, bị nghiêng. Cho nên là khi mà bạn gắn móng những cái con khách bị móng như thế này á, là các bạn phải gắn móng, các bạn nghiêng cái móng lại, các bạn bẻ cái móng lại, nghiêng lại cho nó thẳng lại, thì nó sẽ không có bị nghiêng và các bạn sẽ không nó nói là crooked, crooked nữa. Đó là cái trường hợp mà các bạn cần để ý khi mà các bạn làm bột, các bạn giũa bột, các bạn giũa sếp cho khách. Bây giờ là cái sếp này là các bạn thấy không, quay lại trở lại đây là cái sếp, đây là sếp có phần này, đó là các bạn giũa này, các bạn để bên này, các bạn giũa như thế này, các bạn qua bên kia, các bạn có để ý cái giũa vậy, các bạn đừng cứ nghiêng cái giũa tới nghiêng lui để cho là hai bên nó đều nhau, các bạn kéo một cái là nó thẳng tưng, không có gì là khó cả. Ở đây là mình phải dùng cái tay của mình để mình minh họa cho các bạn xem, chứ còn dùng tay của khách thì mình không có thể nào mà chia sẻ nhiều như vậy được. Bây giờ các bạn thấy không, mình cắt sơ cái đầu này, mình giũa sơ này, từ góc phần mình cắt cái đầu đi, rồi mình giũa bo lại thì nó sẽ thành ô mình. Đó, các bạn thấy ô mình này. Rồi bây giờ các bạn muốn cắt nhọn nữa thì các bạn để kéo vô, bạn cắt một chút xíu nữa, bạn giũa nhọn lại một chút nữa thì nó sẽ thành móng nhọn. Thì trong cái giũa sếp thì nó chỉ có vậy thôi anh chị em. Nếu mà trường hợp các bạn thì các bạn không có tiếp thẳng sẵn cái sếp kia mà các bạn phải tự cắt sếp thì các bạn làm như thế này cho nó nhanh, nó gọn. Như vậy là clip ngày hôm nay mình chia sẻ xong với cái cách gắn tiếp rồi giũa sếp cắt sếp. Cảm ơn anh chị em mình rất là nhiều. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công, hẹn gặp lại mọi người trong những clip chia sẻ tiếp theo nhé.